xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Con68. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cách và những tips làm sao mà để nhận biết được một dự án NFT tiềm năng để chúng ta đầu tư. Và đây là những kinh nghiệm cũng như là chia sẻ đến từ đội ngũ AANC. Các bạn có thể tham gia group NTNT NFT Club ở trong phần mô tả bên dưới nha. Và bây giờ thì mình cùng bắt đầu video thôi. Vậy thì trước khi đánh giá một dự án NFT thì chúng ta cần phải hiểu đâu là điều tạo nên giá trị của một dự án NFT. Theo lý thuyết nha, để một cái loại hình tài sản nào đó có giá trị thì cần phải đáp ứng đủ 3 tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất đó chính là số lượng giới hạn để có thể tạo nên độ hiếm, đúng rồi, độ hiếm, độ độc lạ, đúng không? Thứ hai đó chính là nhiều người chấp nhận, dễ sử dụng, cộng đồng sử dụng đông đảo. Và cái thứ ba đó chính là độ bền cao để không bị dễ hư hỏng, không dễ hỏng hóc. Về bản chất thì NFT căn bản là đã có hai tiêu chí đầu tiên rồi, đó chính là có giới hạn và độ bền cao. Có giới hạn bởi vì sao? Bởi vì tổng cung nó là giới hạn, và độ bền cao là tại vì nó được lưu trữ trên blockchain cho nên có thể coi như là tồn tại mãi mãi. Vì vậy thì sự khác biệt giữa một dự án NFT thành công và một dự án NFT thất bại đó chính là yếu tố cuối cùng, đó chính là yếu tố cộng đồng. Và cộng đồng ở đây là những người đầu tư, những người tham gia và hỗ trợ dự án. Cái từ cộng đồng ở đây nè, nó phản ánh không chỉ là về việc dự án nhận được sự ủng hộ từ bao nhiêu người, mà còn phản ánh cái việc là dòng tiền, quy mô dòng tiền đổ về dự án này là bao nhiêu. Và khi xem xét tới cộng đồng thì mình đang nói đến hai cái luôn, đó chính là số lượng và chất lượng. Về số lượng thì dễ, đúng không? Các bạn chỉ cần vào những kênh social media, những kênh mạng xã hội của dự án như là Twitter này, như là Discord, Facebook, Telegram, chúng ta xem là dự án này có bao nhiêu người ở trong cái cộng đồng đó. Và đặc biệt đối với dự án NFT á, thì thường sẽ có hai kênh mà mình nghĩ là hầu như dự án nào cũng sẽ phát triển. Kênh thứ nhất đó chính là Twitter và kênh thứ hai đó chính là Discord. Và theo kinh nghiệm cá nhân thì mình sẽ chia thành ba loại cộng đồng như sau: từ 0 cho đến 10.000 followers là người theo dõi thì sẽ xếp thành cộng đồng nhỏ, từ 10.000 đến 50.000 sẽ xếp thành cộng đồng tầm trung, và trên 50.000 sẽ được cho là một cộng đồng lớn. Tuy nhiên, chỉ đánh giá số lượng của cộng đồng thôi thì chưa đủ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bot và những cái công cụ khác để chúng ta có thể đẩy số, push số lên mà người ta không biết đây là số fake hay số real. Cho nên là mình cần phải xem kỹ về chất lượng của cộng đồng. Và làm sao để xem kỹ về chất lượng? Yếu tố thứ nhất là độ active của cộng đồng, tức là có bao nhiêu người tham gia cái cuộc thảo luận, có bao nhiêu người online và sẵn sàng trao đổi trong Discord, trong Telegram. Nếu mà một dự án có một kênh Discord luôn hoạt động sôi nổi thì chắc chắn đây là một dấu hiệu tốt. Yếu tố số 2 là nội dung của các thành viên hay trao đổi là gì. Chúng ta có thể đọc thêm những nội dung đoạn chat bằng tiếng Anh, tiếng Việt để xem họ đang trao đổi về nội dung gì, đúng không? Về câu chuyện gì. Và qua đó chúng ta xem được là những thành viên này liệu họ có phải là người gọi là hỗ trợ thật sự cho dự án hay không, hay là họ chỉ đang trao đổi về một cái vấn đề gì đó không liên quan đến dự án. Yếu tố số 3 là những KOL theo dõi và hỗ trợ dự án. Tất nhiên là nếu một dự án NFT mà có nhiều KOL trong thị trường crypto và ngoài crypto theo dõi và hỗ trợ cho dự án thì là một tín hiệu tốt, đúng không? Và ngoài ra, nếu mà chúng ta thấy dự án post một cái gì đó trên Twitter và được tweet hoặc là được retweet lại bởi những người KOL lớn thì chắc chắn đây là một điều quá tuyệt vời rồi. Tuy nhiên thì cộng đồng là sự phản ảnh của nhiều yếu tố nội tại của dự án, ví dụ như là đội ngũ này, backers, chiến lược marketing, tokenomics, sản phẩm, product, vân vân. Và khi mà cộng đồng nó đã lớn mạnh rồi thì cái yếu tố nội tại này và cái tiềm năng của nó đã được phản ánh một cách rất là rõ ràng rồi. Và khi đó thì cơ hội của chúng ta không còn nhiều. Tại vì sao? Tại vì trong đầu tư nó có một câu nói như thế này: cái gì mà nó đã quá rõ ràng rồi á thì không còn nhiều cơ hội, mà cơ hội chỉ nằm trong những thứ mà chưa rõ ràng. Vậy thì làm sao để nhận diện một dự án NFT tiềm năng khi mà dự án đang nằm ở trong giai đoạn đầu, mọi thứ vẫn còn sơ khai, vẫn còn chưa phát triển quá mạnh, để chúng ta có thể có một vị thế tốt hơn và lợi nhuận được cao hơn? Điều đầu tiên là ý tưởng. Mình sẽ xét xem dự án này có ý tưởng và có tầm nhìn như thế nào. Cái ý tưởng này nó có mới, nó có sáng tạo hay không, hay là nó lại đạo nhái, copy từ những dự án khác. Và nếu như mà là ý tưởng mới nha, thì đôi khi chưa chắc mới nó cũng tốt. Bởi vì sao? Mình phải xem cái tính khả thi của nó đến đâu nữa. Thứ hai là dự án thuộc loại hình nào. Cái việc mà mình xác định dự án này thuộc loại hình nào là một điều vô cùng quan trọng. Tại vì sao? Tại vì trong thị trường crypto ấy, dòng tiền nó sẽ chạy theo xu hướng. Ví dụ bây giờ đang là xu hướng A đi, mà cái dự án này nó thuộc loại hình xu hướng A thì mọi người sẽ dễ dàng săn đón, chấp nhận hơn, và dòng tiền sẽ có thể là đổ vào cái xu hướng này, đổ vào dự án A đó. Cho nên là nếu như dự án NFT mà thuộc hợp xu hướng là một điểm cộng.
Thứ ba là sản phẩm. Nếu như mà dự án này có sản phẩm rồi thì chúng ta cứ trải nghiệm thôi, xem là sản phẩm này nó có chạy tốt không, nó có mượt mà hay không, và so sánh với những dự án tương tự xem là nó có những ưu điểm gì. Còn nếu như mà dự án nào mà chưa có sản phẩm thì chúng ta lại tiếp tục nhìn vào lộ trình của dự án. Số 4 là lộ trình, hay còn gọi là roadmap. Nó sẽ giúp chúng ta theo dõi xem là lộ trình hoàn thiện sản phẩm của dự án nó đã đi tới đâu. Ví dụ, mốc thời gian này dự án đã hoàn thành hay chưa. Rồi ví dụ, target đến cuối năm 2022 đạt được những cái điều này điều kia thì dự án có đang đi đúng lộ trình hay không. Nếu như mà một dự án đang đi đúng lộ trình thì đó là một điểm cộng rất lớn. Số 5 là tính thẩm mỹ của NFT, nhất là đối với những dự án gọi là NFT avatar, tức là chúng ta có thể dùng cái NFT đó làm ảnh đại diện, làm profile picture, hay còn lại là BFP, thì tất nhiên là lúc nào mình cũng muốn để hình đẹp cho cái profile picture của mình, đúng không? Cho nên dự án mà càng chỉnh chu vào khâu thiết kế, càng làm đẹp, càng làm chỉnh chu và hợp thẩm mỹ thì đó là một điểm cộng. Số 6 là NFT utility, là những tính năng của NFT. Liệu cái việc mà mình sở hữu cái NFT này nó sẽ có những cái tác dụng gì? Mình lấy ví dụ, NFT có thể dùng để chơi game, NFT có thể dùng để earning token để kiếm tiền, hay là NFT có thể dùng sở hữu để nhận phần thưởng từ dự án, vân vân. Đó, thì ví dụ một NFT nó có thể có nhiều cái utility, là nhiều tính năng trong một hệ sinh thái, thì đó là một điểm cộng. Tiếp theo là họa sĩ, đặc biệt là đối với những NFT art thì yếu tố họa sĩ là người tạo ra cái sản phẩm NFT đó, tạo ra bộ sưu tập đó là một điều vô cùng quan trọng. Ví dụ như là dự NFT đó được thiết kế bởi một họa sĩ nổi tiếng thì tất nhiên là cộng đồng cũng sẽ đặt niềm tin nhiều hơn. Tiếp theo là đội ngũ và backer. Cái này thì sẽ rất là khó nói, bởi vì sao? Bởi vì dự án á, họ chỉ show cho mình thấy những gì mà họ muốn show cho mình thấy thôi. Ví dụ họ có thể show cho mình một cái team, một cái đội ngũ với profile rất là khủng, rất là nhiều kinh nghiệm, hoặc là một dàn backer siêu xịn sò đối với những cái tên nổi tiếng, những quỹ đầu tư nổi tiếng, đúng không? Đó thì mình sẽ rất là thích. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của mình, khi mà các bạn nhìn vào dàn đội ngũ và backer thì các bạn cần có thêm thời gian quan sát, tức là xem cách họ giao tiếp với cộng đồng như thế nào, xem những cái tài khoản mạng xã hội, những cái LinkedIn hoặc là những cái Twitter của họ đang đăng về những cái gì, và ý kiến của họ đối với thị trường này nó sẽ như thế nào. Nói chung là cần phải có thời gian. Và yếu tố cuối cùng là marketing. Marketing tốt theo mình nghĩ ở đây đó là một dự án họ phải hiểu và phải gần cộng đồng nhất, tức là không phải show những gì mà dự án có mà show những gì mà cộng đồng cần. Phải làm những campaign, phải làm những event, hoặc là phải thấu hiểu cộng đồng làm sao mà cho tất cả những cái gì mình làm là cái cộng đồng cần và cái lắng nghe cộng đồng. Theo mình nghĩ và quan điểm cá nhân của mình, đó mới là một dự án có chiến lược marketing tốt. Và tổng kết video này thì theo mình nghĩ là NFT vẫn còn là một thị trường chứa đựng rất nhiều rủi ro, và những người mới thì sẽ hơi khó khăn một chút để có thể đánh giá được đâu là một dự án NFT tiềm năng để chúng ta đầu tư. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái gì cũng vậy, rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận cao và sẽ có rất là nhiều cơ hội cho mình. Tuy nhiên thì cái việc mà các bạn đánh giá cũng như là gọi là đãi cát tìm vàng trong thị trường crypto, xem đâu là dự án tốt để đầu tư, nó rất là khó và nó đòi hỏi việc gọi là trải nghiệm, kinh nghiệm và kiến thức của mình trong vòng rất là nhiều năm nữa. Cho nên là hy vọng qua video ngày hôm nay sẽ mang tính chất tham khảo và các bạn có thể học được một cái gì đó qua những nội dung mà mình chia sẻ ở đây. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Đừng quên cho mình một nút like và một subscribe cho kênh Co68TV để tụi mình sớm được nhận nút bạc nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi người. Bye bye.